phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát vạn vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh Hôm nay mời đại chúng lắng nghe về Phẩm Ba Pháp với nội dung Ba Canh Thiện và Bất Thiện. Chúng ta biết tỳ Đạt Ma tập dị môn túc luận này là bộ luận được kết tập bởi tôn giả Xá Lợi Phất. Trong phẩm ba pháp này được chia làm năm tụ, tức là năm nhóm, mỗi nhóm gồm có 10 gồm có mười cái chi phần hay là 10 cái nội dung. Như vậy thì ở trong phẩm Ba Pháp chúng ta hiểu chúng ta sẽ tìm hiểu tới 50 nội dung. Hiểu chưa hả? Và chúng ta thấy rằng đây là một cách biên tập từ điển Phật học đầu tiên trên thế giới để cho giáo pháp Như Lai được lưu truyền và có ý cứ thứ lớp tổ đức của chúng ta tìm cách nào ấy để kết tập lưu truyền cho dở hiểu. Và chúng ta thấy bắt đầu từ hai pháp, ba pháp rồi bốn pháp, đó là cách biên tập theo thơ thức từ điển cổ, hiểu không à Bây giờ chúng ta biên tập theo cái mẫu từ alphabet. À, ha, ngày xưa thì biên tập theo số 1, 2, 3, 4 chẳng hạn như vậy Ở đây Tôn giả Sa Lệ Phất Nói với chúng Bí Sô như sau Các cụ thọ nên biết Đức Phật sau khi đã tự mình hoàn toàn thấu suốt Hiện tiền chứng đánh giác và pháp ba chi rồi Tuyên thuyết khai thị pháp ấy cho các đệ tử nghĩa là sao chúng ta để ý đức phật tự mình đức phật tự mình thấu suốt đây là điểm quan trọng khi chúng ta không có thấu suốt vấn đề mà chúng ta đem khai thị bừa bãi thì dẫn đến làm hại người khác cho nên trước khi chỉ ai cái gì hướng dẫn ai cái gì mình cố gắng hiểu được nó đó chính là tinh thần trách nhiệm trong giáo dục không hiếu mà gọi là dạy càng nói bừa thì tự làm hại mình hại người nhưng có những cảnh giới chúng ta làm sao hiểu thấu triệt như Phật không lý nói thế thì chúng ta không có nên giảng nên nói hay sao cho nên chúng ta vẫn phải nói đi rồi nói lại Điều nào chưa hiểu rõ thì nhất định là phải Y cứ vào kinh tạng để cùng nhau chiêm nghiệm Và thớ, nghiệm hơn nữa Không có quả quyết vấn đề đó Có những điều mà ngày xưa chúng ta thấy Khi tôn giáo xá lệ Phật Ngài nói rằng Một hữu tình ở cõi này con người khi đét được diệt tận định thân hoại mạng chung sinh lên cõi trời sắc giới nhưng có vị tỳ kheo thì nói không khi đất diệt tận định thì sinh lên cõi trời vô sắc thôi đặc biệt là lên thánh cõi trời hữu đánh Thế rồi điều đó không có ai quyết nghị được Thành ra đem trình lên Đức Thơ Tôn Và Đức Thơ Tôn nói rằng Những gì xá Lệ Phật giảng là đúng với mỗi đối với chân lý Nó diễn ra như vậy Đây là một cái tinh thần học hỏi rất khách quan Chứ không phải, không phải lúc nào chúng ta cũng cứ tin Khi chúng ta chưa đủ một cái trình độ thanh tịnh tuyệt đối nhưng mà khi giảng nói cho ai Thì tối thiểu mình phải am tường vào nó một chút Cũng giống như Đức Phật Đã hoàn toàn thấu suốt hiện tiền Chứng đánh giác về Pháp Ba Chi Tức là các cái Pháp nói về Ba 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 Thiện, Ba Ác gì đó Rồi Ngài mới dạy cho đời tứ Và chỗ đây cũng là điều mà khác biệt giữa Phật với các vị giáo chủ đương thời tại vì có những vị giáo chủ họ thừa kế cái ngôi lãnh đạo giáo đoàn của họ là do thầy của họ truyền lại cho chính bản thân của họ cũng không có thấu triệt được hết những phép tớ lễ hoặc là những câu mật chú mà họ đọc tụng điều đó có xảy ra còn Thế Tôn thì sao Ngài thấu hiểu toàn bộ mọi vấn đề Ngài mới đem ra khai thị Và do đó mà Chúng ta nay Nên hòa hợp Kết tập Pháp ấy Tôn giả dạy như vậy Để sau khi Phật diệt độ Đệ tử Thế Tôn Không có điều gì tranh cãi nhau Khiến cho Pháp và luật Tùy thuận phạm hạnh Tồn tại lâu dài Yếu tố tồn tại lâu dài trong pháp và luật không có dựa vào chùa chiền truyền, truyền thừa từ người này sang người kia mà nó dựa vào nó dựa vào sự thừa tự pháp của như lai đức thế tôn nói này các tỳ kheo chớ có làm kẻ thừa tự tài sản của ta mà hãy trở thành người phát tâm người thừa tự giáo pháp của ta và nếu làm được như vậy thì người đời không có nói rằng thầy trò môn gotama là những kẻ thừa tự tài sản thừa tự tài sản không có đáng được kính trọng chỉ có thừa tự pháp mới đáng kính trọng Do vậy mà do đạo Phật của chúng ta không có chú trọng cái sự truyền thừa tài sản mà chú trọng cái sự truyền thừa giáo pháp để cho người tu lãnh hội dẫn tới an lạc. Nếu như truyền thừa tài sản thì chúng ta hiểu ở trong đó trở thành một loại tôn giáo có tính chất trung ương tập quyền và quản trị toàn bộ tài sản của đạo Phật trên toàn cầu. Đức Thế Tôn không có khuyến khích điều đó. Bởi vì sách dạng vật đều vô thường. Nhưng mà thừa tự pháp thì dẫn tới là chân đất giải thoát. Đây là điều mà Đức Phật khuyến khích và chúng ta do đó mà có thể dẫn tới khẳng định rằng chùa trường to lớn, tăng ni đông đảo, phật tử đồng đảo thông qua những hiện tượng đó không thơ khẳng định đó là một nền phật giáo phát triển và nền phật giáo phát triển sẽ được nhận thức trên nền tảng nào đó chính là tứ chúng hòa hợp thanh tịnh đồng tu học trong giáo pháp của như lai đây chính là điểm mà chúng ta thấy có sự khác biệt có một số người nói rằng ngày xưa phật giáo việt nam như vậy như vậy cho nên chiến ngày hôm nay phật giáo mới thực sự phát triển nhưng chúng ta đọc ở trong sử sách chúng ta thấy phật giáo ở thời đại lý trần hơi sức tuyệt vời trên quốc gia việt nam còn bây giờ thì sao? Tất nhiên bây giờ chùa chiền to hơn Vật chất sung túc hơn Tăng ni đông đảo hơn Cho nên không thể nhìn vào Cái số lượng tăng ni đông đảo Nhìn vào chùa chiền to lớn Nhìn vào tứ chúng đông đảo Mà cho rằng Đó là một hình thức phát triển của Phật Phật Đạo Nghĩ, nghĩ như vậy là tác ý không đúng chánh pháp và thầy thường khuyên với đại chúng rằng trong một cái ngôi chúng ta nghĩ xem là một ngàn người dân thường làm sao có thể địch lại được á, là 50 người lính chuyên nghiệp nếu như tác chiến ra trận phải không hả năm mươi người lính thôi cho họ vũ khí họ trang bị chuyên nghiệp thì thì một ngàn người dân kia làm sao mà địch lại họ lại họ nổi trong trong một đạo tràng tương tự cũng thế một cuộc chiến chống lại với ma vương phiền đạo những người phật tử được huấn luyện trong giáo pháp của như lai họ trở thành những người thiện xảo ở trong các tầng bậc thiền định à, so với một cái đại chúng ca ngàn ngàn người ô hợp à, sinh hoạt trong lỡ bái tán tụng cúng kính rồi à, rồi vui chơi ăn uống với bao nhiêu cái tâm tướng à, giọng khởi điên đảo thì làm sao có thể đối phó được với ma vương phiền não có đúng vậy không? cho nên nhìn đó là chúng ta so sánh và muốn có được cái sự thanh tịnh hòa hợp như tôn giả sai là Phật dạy giờ rồi đó là gì? đó là làm sao ở trong Phật đạo chúng đệ tử không tranh cãi nhau mà tại sao không tranh cãi? bởi vì chúng ta có đồng quan điểm chúng ta có đồng một cách cách nhìn, chúng ta đồng một cái tầm nhận thức thì chúng ta có gì cả nhau. cả nhau là bởi vì chúng ta nghĩ, chúng ta nhìn hướng này cho rằng nó là đúng và đẹp hơn, người kia cho rằng đúng và đẹp hơn, là hai quan điểm bất đồng. thành ra do đó mà sinh ra tranh cãi. còn nếu như chúng ta đồng quan điểm thì không có gì mà tranh cãi hết. mà không có tranh cãi thì thanh tịnh vui trong cái khó khăn nó cũng vui ông bà mình nói thuận vợ thuận chồng tác biển đông cũng cạn là sức mạnh của gì của sự thanh tịnh của sự hòa hợp rồi rau tôm mà nấu với ruột bầu <laughs> ruột bầu bỏ thì rau tôm mới cộng ngon lành gì phải không ạ à? nhưng mà cái cuộc sống nó nó vui nó thuận thì người cha người hấp mà gật đầu khen khôn ngon cái gì phải không hả? Nhưng mà chúng ta hiểu rằng uh, trong Phật Đạo cũng vậy Chúng ta vào một ngôi chùa Mà thầy trò vui vẻ Mọi người có một cái nhìn hiểu biết của Phật Pháp Chúng ta nói câu gì người ta hiểu Điều đó là một điều hạnh phúc đấy uh, Trong khi mình nói Thì họ không hiểu Mà họ nói mình hiểu Điên đi lên thôi Phải không hả? Nó nói câu nào mình hiểu câu đó mà mình nói nó không hiểu Mình có tức điên không? <laughs> cho nên nên là, là thấy cái người đó là mình đừng nói với mình càng nói càng thua đó, cho nên vậy là phải gì đừng có tranh cãi không tranh cãi là nhờ cái sự hiểu biết hòa hợp chứ còn đã không có hòa hợp rồi là nó tranh cãi thôi và màu sắc tranh cãi không thể nào ngăn chặn được và chúng ta muốn Phật giáo phát triển lên một cách đúng nghĩa là chúng ta phải nỗ lực phát triển giáo dục Phật giáo vì chỉ có giáo dục Phật giáo nó giúp cho người ta thanh tựu hiểu biết và sự hiểu biết nó càng càng cao hơn càng tương đồng thì lúc bây giờ đạo phật nó mới dẫn tới sự hòa hợp thanh tịnh được rồi chúng ta thấy này do đó mà khiến cho pháp và luật tùy thuận phạm hạnh tồn tại lâu dài lợi lạc vô lượng hữu tình pháp và luật của như lai tùy thuận phạm hạnh là Pháp và luật của Như Lai, nó tác thành một đời sống có nhân cách cao thượng, hướng tới những cảnh giới giải thoát, chứ không có hướng tới những hạnh phúc trước mắt. Ví dụ như ai đó nói rằng Đạo Phật dạy một cái lý thuyết mà đỡ cho người ta sau khi chết rồi mới tìm lấy được sự an lạc. Chỉ có cuộc sống này mới có À, lý luận của cuộc sống này mới có hạnh phúc nhân gian. Một lời tuyên bố hơi hực như vậy mà vẫn cứ tuyên bố ngang xương Nếu như ai học đạo tràng Bác Quan Trai ngày hôm nay, à, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta không dám nói như vậy nữa. Bài kinh thời giảng hồi sáng đây tổng hợp hai bài kinh với đề tài đừng như đôi hạt già nhìn nhau trong ái nhiễm và chúng ta thấy đức thơ tôn trả lời cho một vị bà la môn với hai câu hối làm gì để con có được an lạc trong hiện tại và lợi ích trong hiện tại và làm sao để cho con có lợi ích trong tương lai và an lạc trong tương lai Đức Thế Tôn nêu ra luận lý rất là rõ ràng Nên tảng rất là rõ ràng Từ cái việc kiếm tiền Báo vừa tài sản rồi, rồi cho đến là Cân bằng tâm lý của chúng ta Như vậy thì tất cả Những cái, cái, cái phương châm Của sự thành tựu Đức Thế Tôn đều dạy rõ ràng Sao nó lại không có Tại vì không đọc Không thấy Không thấy thì nó không có Thì đúng rồi nhớ nói tới cái chuyện đó là hồi xưa mà ông ông nội thầy vậy, thầy thầy bắt cái con gà con không có được và ông nội thầy nói rằng là con muốn bắt được nó không Nó giờ bắt bắt cách nào và ông nói là con lấy cái khen bịt mép con lại là con gà nó không thấy đường là con bắt được thôi vậy mà mình tin gọn mình lấy khen mình bịt lại mình nhìn cái con gà đứng chỗ đó rồi mình đứng bịt lại thế mà mình đi mà lò mò lò mò đi vậy mà nó đứng im mình lại bắt được rồi chỉ mà mình tin còn mình nói ông nội nói đúng à, Lớn lên mình thấy mình nói sai Mình, mình thấy mình ngu phải không à, à Tại vì nó chắc, chắc có lẽ nó thấy mình lạ quá à, Nó nó nhìn à, Thành ra mình lại biết được nó Ngà con Chứ còn trước đó thì mình rượt nó chạy à, Thành ra, chúng ta đừng chỉ rằng là chúng ta không thấy thì nói là không có Chưa có đọc thì nói Nó chưa có đọc, đọc chưa đủ thì nó không biết Chứ đừng nói rằng là, là Đức Phật không có dạy Và từ đó mà đưa ra kết luận là càng sai À, đó là những bài học cho chúng ta Tôn giả nói rằng Thương xót các chúng trời Người thế gian Làm cho họ đạt được tên ích an lạc Đó là lý do Mà nên học Ati à, Đạt Ma Pháp à, gọi là, à, Tập dị môn túc luận Nên học Học đó cho mình đã thông kiến thức Học đó cho mình biết cách tu tập Học đó cho mình có đời sống Tùy thuận theo phạm hành giai thoát Học đó làm cho mọi người xung quanh được an lạc hạnh phúc và làm cho bản thân mình thành tựu sự giải thích giải thoát dài lâu và ba pháp đó là gì tôn giả nói như vậy đó là ba pháp đầu có mười căn tầm hành và giới ba một trước có hai một cuối có bốn loại ở trong đây liệt kê ra Đầy đủ mười, mười phạm trụ, Đó là, Ba bất thiện, Ba thiện kinh, Ba bất thiện tầm, Ba thiện tầm, Ba ác hành, Ba Diệu hành, Ba giới, Dục sân hại, Ba giới, Xuất ly vô sân vô hại, Chính giới, Dục sách vô sách, Mười, Và thứ mười là, Là ba giới, ba nhất là sắc vô sắc và diệt giới chúng ta hôm nay lần lượt tìm hiểu khía cạnh đầu tiên đó là ba bất thiện kênh. ba bất thiện căn tức là ba kênh bất thiện ba kênh bất thiện đó là căn gì tham bất thiện căn à, tham là một kênh bất thiện Vậy thì tham là gì? Trả lời rằng tham trong các cảnh dục Các cảnh dục đây là chỉ cho Tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ Chúng ta tham ở trong các cảnh dục này Xin nhắc lại Các cảnh dục vốn không phải tội lỗi Mà lòng tham mới chính là tội lỗi Cái lòng tham đó Được gọi là bất thiện căn Tham Là Là chính yếu Rồi đánh tham Là những gì tương quan để hỗ trợ cho lòng tham phát triển Chấp tàn Giữ cái tâm đó Phòng hộ Không có muốn buông bỏ Dính mắc ở trong đó Thích thú mê muộn đam mê say đắm nội tâm trói buộc mong cầu đắm đuối tập khởi của khổ đồng loại tham sanh bởi tham gọi chung là là tham cho nên chữ tham không được hiểu là tham lam mà phải hiểu những cái duyên phụ trợ để cho nó phát triển lên để cho nó tồn tại nói chung đều có đặc tố là tham, được chưa hả? Bất thiện khen là gì? Tức là cái pháp tham này là tính chất bất thiện, cái pháp tham đó là tính chất bất thiện, làm gốc rễ cho vô lượng bất thiện pháp. Bởi vì tham chính là nền tảng, là gốc rễ cho tất cả mọi cái pháp bất thiện, cho nên Pháp này được gọi là gốc bệnh. Tại nó cái gốc mà. À rồi cái gốc ung nhọt, đầu đớn nhức nhối, gốc tên độc, gốc phiền não, gốc khổ, gốc uế gốc trượt, gốc các tạp nhiễm, gốc bất tịnh, gốc không tươi sáng. Cho nên gọi là tham bất thiện pháp là xin bất thiện kinh chúng ta ném được chưa hả cố gắng giữ trong lòng những giáo nghĩa này và nhận diện một cách chính xác bất cứ tình huống nào chúng ta nói hay làm gì nghĩ gì có phải bị tham thúc dục hay không nếu như thấy mình lòng tham mà thúc dục phải ngưng lại ngay Kiếm chỗ công phu Hoặc là nghĩ cách nào đó loại trừ nó ra Để chúng ta có một đôi mắt trong sáng Đối diện với tình huống thiết thực đó Khi thấy mình có buồn bực tức giận Mà tính toán cái gì Thì trước tiên phải cố gắng Loại trừ tức giận ra khối tâm của mình Rồi lúc đó Mình mới tính toán Thế mà tâm tức giận đang khởi Chúng ta càng tính toán trong sự tức giận đó Chúng ta sẽ có sự hối hận vừa sau Tại vì đơn giản nó không có thanh tịnh Cho nên lúc nào đó chúng ta sẽ hối hận Hoặc là chúng ta đối trước bạn bè Chúng ta bốc khí hào phóng Cho nên đó là gọi là chúng ta sẽ chơi sang Cho nên đó, nó gọi là chơi sọp mà chơi sọp cho nên nó nó thành chơi xẹp phải không hả thành ra là nó tại sao bây giờ cái tâm tâm tham nó tham được cung kính tham được khen ngợi đó nó sẽ eh, thúc giục cho mình để mình hành động như vậy rồi kênh thứ hai bất thiện đó là sân đặc tính của sân để cho chúng ta có thể phân biệt được dễ dàng đó là muốn gây tổn hại hữu tình Mình tức lên bất cứ đó là ai Người lớn hơn hay kẻ nhỏ hơn Mình cũng cứ muốn gây tổn hại cho họ Thậm chí là cha mẹ của mình Mình cũng muốn gây tổn hại Chứ đừng nói chi người khác Tại vì tâm sân khởi mà Và tâm sân khởi cho nên ở Trong lòng ngược lại là Nó ghim gúc Nó muốn gây rối hữu tình nó sân nó muốn gây rối chuyện không đáng gì bỏ qua nhưng không bét bể vén vẹo dằn xóc, đấy gọi là muốn gây rối hoặc là gì hoặc là đã sân sẽ sân hiện sân nó có đặc tính thích gây tai hại rất thích gây tai hại nó săn lên rồi nó muốn gây tai hại Thậm chí nó gây tai hại Ngay cả cái công trình mà nó vung vén tạo lên Chứ đừng nói chi là của người khác Ý của nó rất là phẫn nộ Nó làm điều trái nghịch Đối với hữu tình Nó muốn làm tổn hại Đã làm tổn thương Sẽ làm tổn thương Đang làm tổn thương đây gọi là Là sân Vậy thì Với một số ngôn ngữ Miêu tả như thế Chúng ta đã hiểu Đặc tính tâm lý sân rồi Và nó gây tốn hại như thế nào Nó thuộc loại Bất thiện kinh Cho nên tu Là đoạn trừ bất thiện kinh Viễn ly bất thiện kinh Với đoạn trừ nó hai điều này khác nhau Chẳng hạn như chúng ta không muốn đến một cái môi trường Mà có nhiều nghịch cảnh Và chúng ta thấy mình nó khỏe làm sao, thoải mái làm sao Nhưng cái lòng sân của chúng ta có hết hay không? Tất nhiên khi chúng ta không đến Nó không có cái duyên tác động bởi thế lòng sân cũng không có duyên vẫn khởi lên Nhưng nhân tố của, của sân đó còn nằm yên trong tâm thức Có đúng không hả, thưa quý vị? Đó. Gần đây Thầy có gặp một người Phật tử Vị này am hiểu giáo Pháp Tu tập hướng tới sự thánh thiện Sông sáo trong chốn chùa chiền và khi phát tâm xuất gia rồi nhân duyên trở thành người xuất gia lại sinh hoạt sâu hơn trong các chốn chùa chiền thấy rõ có những điều bất như ý và tâm sinh ra thất vọng khởi lên ý nghĩ rằng không có đến chùa nữa Tự mình đóng thất tu hành Như thế khỏe hơn Và có đem điều đó trình bày cho Thầy nghe Thầy hỏi rằng thế thì Sau thời gian đóng thất tu hành 8 năm Những buồn bực và tức giận Nó có mất đi hay không? Hay là nghĩ đến nó Mình vẫn còn ngán ngẫm chán trường Rõ ràng khi nghĩ tới mà cái cảm thọ ngán ngẩm trang trường khởi lên Thì trong đó Nó có tham Nó có sân gì đó Nó mới có những cái cảm thọ Không thanh tịnh nổi lên Có đúng vậy không thưa quý vị Như vậy thì nó tồn tại với một cái trạng thái tiềm phục Tùy miên Do không có duyên vặn khởi Thành ra nó không hiện tiền Còn khi đụng tới duyên đúng của nó Thì nó vẫn sinh lại như cũ mà thôi như vậy thì diệt nó đi bằng cách là tránh xa nó Đó không phải là chân lý của Phật Đạo Mà Phật Đạo dạy chúng ta là đối diện với nó Để mà đình chỉ nó Cho nên gặp cái nghịch cảnh Chúng ta lại phải an trú hơn ở trong tâm Và chúng ta dọn dẹp cái nghịch cảnh đó cho sạch sẽ Cái đó là gì? Đó là định diệt tận của A-la-hán còn viễn ly kia là định gì? Định vô tướng và tất nhiên là định của phạm phu. Vậy thì ở đây đặc tính của sân nó là bất thiện căn bởi vì tính chất của nó bất thiện, nó là gốc rễ của vô lượng pháp bất thiện, cho nên pháp này là gốc rễ là ung nhọt vân vân tương tự như vậy, nó là gốc bất tịnh không có tươi sáng, cho nên gọi là Bất thiện căn. Thứ ba ở trong ba pháp bất thiện này chính là si. Si nghĩa là gì? Không biết tiền tế, không biết hậu tế, không biết tiền tế hậu tế. Tức là không biết tận cùng của vấn đề từ đâu. Từ một niệm bất giác vô minh trong vô thủy khởi lên. Không biết và không biết uh, vĩnh kiếp luân hồi nó sẽ như thế nào con đường nào chấm dứt trạng thái này gọi là si si nó không biết bên trong không biết bên ngoài không biết bên trong và bên ngoài bản thân của mình nội tâm ra sao sức khỏe như thế nào còn mạnh hay còn yếu chúng ta cũng không có tương tận ngay khi đang sử dụng cái thân tứ đại này mà chúng ta cũng không biết nó đang như thế nào Những trường hợp này Chúng ta hiểu rằng là Là si phải không hả à? Không biết nghiệp Không biết dị thuộc Không biết dị thuộc của nghiệp Không biết nghiệp Tức là không biết cái thiện nghiệp hay ác nghiệp Hành động của nó Tạo ra nghiệp như thế nào Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp vô ký Nghiệp đen, nghiệp trắng, Nghiệp nặng, nghiệp nhẹ Nghiệp thiện, nghiệp ác rồi cái, cái quả gọi là quả là Thứ hai là dị thục Dị thục tức là cái năng lực kết thành Hạt giống Và một khi có hạt giống thì sao Đó là Là dị thục của nghiệp Mà không biết dị thục của nghiệp đó Tức là cái đẹp tính như vậy Nó sẽ dẫn sinh mình đi đâu Một người tạo ba ác nghiệp Làm sao mà có thể sinh lên thiên cảnh được Bởi vì đẹp tính Của ác nghiệp Là đọa nhạo ba ác thú phải vậy không thưa quý vị? Chúng ta nhìn như vậy là biết Không biết nghiệp mà thiện đã tạo Không biết nghiệp ác đã tạo Không biết nghiệp thiện nghiệp ác đã tạo Biết nghiệp thiện Biết nghiệp ác Chưa hẳn gì biết nghiệp thiện ác Cho nên Cái vớ thứ ba ở trong này Nó đều có lý do Không biết nhân Không biết pháp sanh bởi nhân không biết cái nhân như vậy Và đã có nhân thì có quả Không biết Phật Không biết Pháp Không biết Tăng Không biết khổ tập diệt đạo Không biết Pháp bất thiện Cho nên không biết Pháp thiện Không biết Pháp bất thiện Không biết Pháp có tội Không biết Pháp vô tội Không biết cái Pháp nên tu Không biết Pháp không nên tu Pháp gì là Pháp nên tu Pháp gì là Pháp không nên tu không biết pháp hạ liệt, không biết pháp thánh diệu. Tức là làm sao cho mình bị đọa xuống và làm gì để cho mình mình thăng lên? Làm cho mình đọa xuống gọi là pháp hạ liệt. Làm cho mình vươn lên gọi là pháp thánh diệu. Ví dụ như có những suy nghĩ càng nghĩ nó càng tức ảnh ách, Mà không nghĩ mình thấy mình vui hơn vậy thì tại sao mình không mình 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 không chịu bỏ nó đi để cho mình được an vui mà mình cứ cố nghĩ làm gì có phải vậy không à cho nên rõ ràng chúng ta không biết pháp gì không biết cái pháp đen pháp trắng cho nên chúng ta mới làm như vậy rồi không biết pháp có đối địch đối địch là sao Ví dụ như bây giờ Muốn bỏ lòng tham Chúng ta lấy pháp gì mà đối trị Muốn bỏ lòng sân Chúng ta đối trị bằng cách nào Quán từ bi Muốn bỏ, muốn bỏ cái lòng si Chúng ta làm sao Chúng ta quán duyên khởi Duyên khởi tức là cái sự tương tác Giữa cái này và cái kia Đó là là chúng ta diệt bỏ được cái si nhiều khi chúng ta thấy cái việc này nên làm mà chúng ta thấy nó đúng và chúng ta cứ làm việc này nhưng chúng ta không có biết cân bằng cái quỹ thời gian và việc nào làm trước việc nào làm sau à, thành ra chúng ta gọi là không biết pháp đối gì, đối địch rồi không biết pháp duyên duyên sanh à, cho nên cái si nó nó, nó tạo ra nó không biết như thật xấu xúc xứ tức là xấu giác quan tiếp xúc với ngoại cảnh nó sinh ra cái gì cấu trúc vận hành thế nào không thấy không biết như vậy ngu si hắc ám chữ này là sao hai chữ này đủ thấy ngu ngu dễ sợ chưa hả nó nói ta ngu si hắc ám mà còn 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 không hiểu thì đó là si nữa thì thôi hết biết phải không à rồi không hiện quán, tức là cái trí mình nó không khởi lên để mình quan sát mọi việc một cách tường tận, nó vô minh, mù tối, tâm bị gì, bị trùm kín ở trong lưới tối tâm, ngu ngốc, vẫn đục, chuống cái làm mù, làm không mắt, làm vô trí, làm liệt tuệ làm chướng ngại thiện phẩm tức là những cái việc làm tạo ra mà nó khiến cho những cái phẩm thiện phát triển lên bị chướng ngại hay là làm cho trí tuệ chúng ta ngu độn đi chẳng hạn như uống rượu làm cho trí tuệ chúng ta càng ngày càng ngu độn đi làm cho không chứng đắc niết bàn vô mà lậu vô minh bọc lưu vô minh ách vô minh rễ độc vô minh cành độc vô minh nhánh độc vô minh lá độc vô minh hoa độc vô minh quả độc vô minh cái cây vô, vô minh này nó có nó có rễ có thân có nhánh có lá có hoa rễ trái nữa kiếp chưa tạo một cái nhân mà nó sinh cả một cái bụi cây như vậy đó mà, mà vô minh tới mức gọi là ngu gia truyền <laughs> có những hồi xưa Đức Phật có những câu nói vui lắm có một vài vị à, nói cái việc ăn ăn như vậy khỏe à, như thế như thế Phật nói rằng là thịt nhiều mà trí ít à, Phật còn nói chữ <laughs> chữ đọc kinh ngoài cười khang Đức Phật Đức Phật của ông thì kêu này là, là là người là người thịt nhiều mà trí ít <laughs> cái, cái đấy, giờ giờ người ta nói câu hồi, khôi hài người ta nói là gì hả là đầu to mà ép như trái nho Nó là là thịt nhiều mà trí chính là vậy đó. đó si ngu si cuồng si bướng bỉnh rất bướng bỉnh cực kỳ bướng bỉnh đồng loại si pháp sinh ra từ si đồng loại bướng bỉnh pháp sinh ra từ bướng bỉnh gọi là là si đây gọi là si bất thiện căn bất thiện căn thứ ba gọi là si cái pháp này là tánh bất thiện làm gốc rễ cho vô lượng bất thiện pháp cho nên pháp này được xác định nó là bệnh là gốc là u nhọt gốc của tên độc gốc của phiền não gốc của khổ của uế gốc của ô trượt gốc của tạp nhiễm gốc của bất tịnh gốc của không tươi sáng do đó mà gọi si là bất thiện căn được chưa như vậy thì ở đây thế tôn kết luận để bằng một câu kệ cho chúng ta dễ hiểu tham sân si não hại tự tâm người hành ác như lỗi cây cơ sâu vỏ hoa quả đều suy si. hình ảnh này rất hay cái tâm tham của chúng ta Tâm sân, tâm si chúng ta Nó tự trở lại Làm não hại cho chúng ta Cũng giống như một cái cây Đứng lớn to đó Mà lỗi của nó Bị sâu kén đục rồi Cho nên vỏ hoa quả Đều bị suy tổn Vậy thì ngược lại Ba thiện căn được xác định như thế nào? Nó xác định ngược lại với ba bất thiện căn ấy chính là vô tham, vô sân và vô si. Và chúng ta có thể phân biệt dễ dàng hơn phải không? Vô tham tức là không tham trong các cảnh dục. Đúng vậy không? Mà không không tham trong các cảnh dục đó là tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống và ngu nghĩ. Vậy thì thái độ của chúng ta nhìn năm món diệu dục này như thế nào? Hãy nhìn nó là gì? là quả phước sinh ra chúng ta thọ dụng ở trong gì ở trong chánh pháp phương tiện mà không đỡ cho lòng tham quán chặt theo nó chứ không phải là chúng ta buông bỏ trở thành tây trắng lên trên núi ngồi gọi mình là chân tu điều này là sai lầm hoàn toàn thầy có gặp một vài phật tử rồi đang làm ăn giàu sang chán nản thương trường, cho hết, buông hết, bỏ hết, Rồi lên trên núi ngồi một mình. Và Thầy hỏi ngồi làm gì vậy? nó dạy con đang thanh tu. Hồi tu là gì? Không biết ngọ. Không có đi thọ giới, không được học tập, không thân cận thiện trí thức, không học hỏi các bậc chân nhân, thì làm sao biết phương thức để mà mình tu sửa đây Nhưng mà mình cứ nối khí trung thiên Làm anh hùng rơm Bỏ một cái xuống như vậy Nghĩ rằng á, là mình xem tài sản danh vọng Như là bọt nước trôi xong Mình nghĩ như thế là mình anh hùng sao Không phải đâu Nghĩ như thế là là cái dũng của phàm phu Chứ không phải rằng là gì Trí của Bậc Thánh hiền cho nên không tham trong các cảnh dục Không tham, không đến tham vân vân Không có gì Không bị nó trối buộc Không có mong cầu Không có mong cầu nghĩa là sao hả à? Đi làm mà không mong cầu có tiền à Thưa các vị chúng ta làm việc Tiền nó ra nó khác Với chúng ta ngồi mong nó ra Có đúng vậy không hả à? Cho nên cứ làm việc bình thường Và mình muốn làm việc nhiều hơn thì mình đưa ra cái phương pháp, cách làm khác. Còn mình muốn làm tiền ngang đây thì mình nên chuẩn bị tư lương và kiến thức ngang đây. Nói vậy thôi. À, ví dụ như bây giờ nghe nói ông bà dạy rằng vô thương bất phú, mình muốn làm giàu, tổ chức thương mại buôn bán thì mình phải đi học kỹ năng quản trị kinh doanh, tìm hiểu thị trường, chứng khoán, nhất là các nguồn năng lượng các nguồn năng lượng nó có gây tác động nhanh nhất chẳng hạn như là năng lượng dầu mỏ và dầu mỏ nó liên quan tới cái gì vô <laughs> tới đời sống và chiến tranh là điều mà ảnh hưởng và tiền tệ vàng bạc tất cả những phương tiện này phải tìm hiểu để rồi chúng ta bắt đầu mới đầu tư vào hướng nào đúng vậy không còn không hiếu đâm đầu đi đầu tư thì đâm đầu vô trụ cột thôi thành ra chúng ta muốn cái gì chúng ta tìm hiểu cái đó đầy đủ kiến thức chúng ta thành công hỡi thất bại xảy ra biết rằng kiến thức của mình chưa đủ nếu như đủ nữa thì nó sẽ khác như vậy thì ở đây chúng ta hiểu rằng là chúng ta không có mong cầu là không có tham trong đó chứ không phải rằng chúng ta làm mà chúng ta bất cần đâu rồi không đếm đuối trạng thái mà có được năm dịu dục mà đem đuối trong đó là do làm lòng tham nó trói buộc không tập khởi không tập khởi của khổ không đồng loại tham không sanh tự tham gọi chung là vô tham nó là bất thiện nó là là thiện căn là vì sao bởi vì tính chất của nó là thiện nó làm gốc rễ cho tất cả mọi thiện pháp sinh ra nó là vô bệnh nó là không phải là u nhọt nó không có cấu uế nó nó là nó là cái gốc của sự vô trượt nó là cái gốc của không tạp nhiễm nó là cái gốc của sự thanh tịnh gốc của tất cả mọi điều tươi sáng chúng ta xác định như vậy thì chúng ta vung trồng những ý nghĩ vô tham tâm lý vô tham và những cái thái độ sống vô tham chúng ta cố duy trì nó giữ gìn nó còn nếu như chúng ta chưa có phát triển nó lên được Thì chúng ta tìm cách học hối Và tìm cái phép nào đó khắc chế cái lòng tham Thì vô tâm sẽ xuất hiện Tiếp tục Vô sân thiện kênh là gì? Ở đây Tâm của chúng ta không có muốn gây não hại Chúng ta không não hại giữa những người não hại Chúng ta không có ghim gúc ở trong lòng Việc nó qua rồi thì bỏ qua Kinh nghiệm rút tỉa Làm cho uh, né tránh nó sẽ xảy ra trong tương lai Hạn chế những gì tổn hại ở hiện tại Như thế là được Chứ không có ghim gút thù hiểm Không có không có muốn gây não hại ai Và không có sân Sẽ không sân Hiện không sân không có thích gây tai họa Không có thích gây gì Rất không thích điều đó không thích là, là Trong lòng nó quyết trí Cho dù mình có tổn hại như thế nào Bị thúc ít như thế nào Mình cũng không có Tạm chí người ta có mua chuột bao nhiêu Mình cũng không Ý chúng ta không có phẫn nộ Không làm điều trái nghịch đối với hữu tình Chữ trái kịch này chúng ta phải khéo hiểu Tức là những hữu tình sống họ không họ sống trong chánh pháp chúng ta không gây tổn hại họ chứ còn nói là không làm trái nghịch mà người ta làm bậy gây hại cho mình mà mình không có làm trái nghịch cho nên đỡ cho họ tự do đó là mình điên đảo tác ý hiểu chưa hả rồi không muốn làm tổn thương không đã không làm tổn thương và sẽ không làm tổn thương không đang là đang không làm tổn thương đây gọi là vô sằng nó là thiện kinh bởi vì tính chất của nó là thiện và tương tự vô lượng khắp thiện cũng từ trên tâm đó mà sinh khởi và cuối cùng nó là cái gốc của sự tươi sáng được chưa hả tương tự như vậy chúng ta hiểu như thế nào gọi là vô si ngược lại với si đó là chúng ta biết tiền tế hậu tế chúng ta biết nghiệp biết quả dị thuật của nghiệp biết nghiệp đã tạo biết nghiệp ác đã tạo biết thiện nghiệp ác nghiệp đã tạo. Biết thiện nghiệp ác nghiệp đã tạo là một loại trí đó. Ví dụ chúng ta biết rằng mình tạo cái ác nghiệp gì trong quá khứ và thiện nghiệp gì mình đã từng sống với nó đã tạo ra được. Không nhầm lẫn biết rõ, đó gọi là vô si. Rồi à, biết gì? Biết Phật, biết pháp, biết tăng, biết tứ thánh đế. Rồi à, biết à, cái pháp có tội, không có tội biết pháp nên tu không nên tu biết pháp hạ liệt pháp thánh diệu biết pháp đen pháp trắng biết pháp có đối địch biết pháp duyên khởi duyên sanh biết pháp gì biết pháp thật nhờ trí như thật biết xấu xuất xứ đó là trí kiến minh giác giải tuệ quang quán trực cái trí tức là 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 là, là khả năng nhận biết phải không ạ kiến tức là sự thông hiểu đó minh minh tức là à, chữ kiến là thấy chữ minh là rõ chữ giác là là thông hiểu chữ giải tức là phân tích chữ tuệ tức là nhận biết một cách sắc sảo chữ quan tức là nó luôn sáng ngời chữ quán tức là gì là có thể là thấu triệt tương tận bản chất của dạng vật đây gọi là vô si được chưa ha vô si nó là thiện căn tất cả mọi thiện pháp đều sinh ra ở trong trạng thái của vô si. Và chúng ta biết rằng mọi cảnh giới giác ngộ chỉ có diễn ra ở trong trạng thái thấy và hiểu. Còn không biết, không hiểu, không thấy thì vô minh không thể nào đoạn trừ. Và vô minh không đoạn trừ thì trong đó bóng tối vô minh luôn tồn tại. Vì thế, mọi khổ đau luôn hiện hữu. Cho nên tu tập phát triển ba thiện căn là điều chúng ta nên phát tâm. Kết quả thơ tồn nói như sau: Nếu lìa tham sân si gọi là người có trí, cũng gọi là thượng sĩ không não hại tự tâm. Chúng ta có thể nói thêm một câu đó là chớ làm hại tự tâm của chính mình. Nhưng khi chúng ta khởi tham sân si lại tạo tổn hại cho tự tâm thế mà chúng ta lại cứ thường khởi nó lên điều này là một điều chúng ta nên nên giác ngộ nó để chúng ta viễn ly nó cho nên phải viễn ly vô minh và tham sân siêng tu khởi minh tuệ sớm chứng các khổ tận tức là sớm thanh tựu những điều loại trừ tất cả khổ đau đó chính là ba thiện căn phật pháp căn bản là thế những chữ như vậy chúng ta đã xác định được chưa biết rõ rồi sau này quán chiếu chiêm nghiệm ở trong lòng của mình biết là một điều đã khó mà sống được với điều mình biết lại càng khó hơn nhất là những yếu tố tham sân si chúng ta đã quen sống với nó đã quen khởi nó từ vô lượng kiếp hôm nay nó hình thành một khối sâu dày ở trong tạng tâm chúng ta rất là khó trừ bỏ cho nên phải luôn phòng hộ nỗ lực thì chúng ta mới loại bỏ được ba bất thiện kinh và thành tựu ba thiện kinh cảm ơn các vị đã lắng nghe chúng ta dừng ngang đây bạn vẫn đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bác